sau này con có muốn thành nghệ nhân nặn đất này không? Không. Nhưng làm cho vui thôi. À, siêu nhân. Ừ. Không. Con chỉ nặn siêu nhân thôi. Thôi khó lắm. Xem siêu nhân. Như chị đang nặn cái gì đấy? Tớ đang nặn theo cái này này. Ờ. Lọ thôi. Cái này nó phải vuốt chị ạ. Rồi nát. Vuốt. Chị cho ít nước vào xem nào. Ai vuốt nó chỉ mịn thôi. Đúng rồi. Đừng để cho nó khô. Nó khô thì nứt ấy. Ồ, mà sao chỗ này nó cứ dặn dặn này. Làm lại cái chảo mút. Lần đầu đi lặn với cái này. Thỉnh thoảng cứ đến trải nghiệm chị ạ. Vâng. Bông ơi, cho tí nước vào cho nó mềm ra ấy, không có bị nứt ấy, không thành được hình đâu.